狂浪是一种态度，狂浪在起起伏伏，狂浪。哎呦我的妈！你别笑。lần đầu tiên theo chồng về ra mắt cảm thấy trong lòng rộn rã những lo âu không biết mẹ chồng khó hay dễ tính nhưng thương chồng mình phải nịnh mẹ chồng thôi ta bên nhau nhớ cái thuở ban đầu hai đứa gặp giữa trời mưa ngâu em về đâu anh cho qua giang lên xe anh chờ tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm đừng buồn nghe em đừng sầu nghe em tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây nếu là mai sau một rừng hoa mai nở một bầy chim én đưa tin chúa xuân giáng trần thật xinh năm rồi em trăng gầy năm này em mới tròn trăng đón xuân anh ơi nước biển màu xanh nước chanh trong trắng vậy nước anh màu gì đồng ruộng xanh mênh mông trời đông nhà chúng ta ven hai bờ sông hôm nay là thứ bảy và anh thích đi vào ba nhạc lên là em nhảy và em sexy sexy và ta với hôm qua em kêu bỏ đội đủ đi chơi thì em nói thôi mà hôm nay em lắc em quay gọi anh ra đây kêu thêm ít đồ lắc nếu em thôi phong ba biển lớn sông dài đường đời ê ăn nói cẩn thận nghe mày cái gì muốn mày tao hả thì mày tao tao nói không đúng sao mày lén tao giăng bẫy để hại người ta mà sao không làm cho con thử hỏi ai là thằng ngu để bị bể chuyện nó vô tù mày cũng bị già lây tao nói rồi đừng có qua lại với đám du côn mà mày có chịu nghe đâu để bây giờ mày đổ lỗi cho ai câm họng lại đi mày chính là đồ ăn hại hàng nhập lậu không hỏi ý của tao mày muốn qua mặt làm ăn riêng đổ bể chuyện này do lỗi của ai kế hoạch tao lo tròn thật đẹp cũng vì mày mà sụp đổ tan quang tôi khổ lắm anh biết không do biển do sông đâu dễ do lòng thiên hạ chẳng gối bao năm mà em quá vô tình mình
Bằng lòng đi em, anh về đưa ba má xuống liền. Nhà em dắt lá mái tranh làm sao biểu xương. Hai đứa mình thương thì đâu tin, toàn chỉ nhà cửa sang hèn. Mượn điện thoại coi. Thoại bà đâu? Hư rồi. Sao cái gì cũng hư hết trơn vậy? Người em còn hư, đừng nói gì đồ. Thấy ngoài tươi tốt vậy chứ trong heo queo mà. Đây nè. Dạ. Trời đất ơi, chưa cướp gì thấy lỗ. Thoại xịn dữ vậy trời, anh cướp sao điện thoại xịn hơn tôi nữa nè. Nè lên. Dạ. Alo, tiệm máy lạnh băng giá hả cưng? Ờ, sao không tới sửa máy lạnh cho kỳ chị cưng? Tiệm chè hấu ngọt nè. Ờ, mai hả? Không được đâu, mày tới sửa liền cho mày. Mai gì nóng chết rồi nè, thằng cướp nó vô nó cướp nó rầy tao nè. Không có thiệt, mày tao giỡn sao, mày không tin là ra mặt lời nè, anh nói tiếng cho nó tin em coi. Nóng quá. Đó, nóng quá, mày nghe không? Mày... À, em không có tới sửa được, tại vì hôm qua em cũng bị cướp nữa hả? Tội nghiệp quá hả, hỏi con này có cướp không? Anh hôm qua anh có cướp cái tiệm máy lạnh không? Cướp nhiều tiệm mà không có nhớ. Nó nói cướp nhiều tiệm mà nó không có nhớ. Nhưng mà không sao đâu. À hả? Ở nhiều... À, nãy nó nói là nó cướp tiệm chè. Nhà có mì tôm mà anh đòi đi ăn phở. Đau xót quá ai ơi, câu nghĩa vợ tình chồng. Thôi mà em, phở với mì tôm chỉ là nói vui nói. Em ơi, anh nghe nói miền Tây vui lắm phải không em? Dạ, vui lắm anh ơi, anh nghe em kể nè. Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Thành đô ngựa xe chẳng ngang biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em với dầu nắng mưa. Biết bao người con gái mang tình yêu đến tận ai bên nước biết bên nào trong biết.
Mùa hè này nắng chang chang tận 40 độ. Ngoài đường ai nấy đi đâu quần áo găng tay. Biết đâu che mắt kiên bưng nhìn giống ninja. Ôi trông thật quá là ghê, ôi trông thật quá buồn cười. Trời gì mà nóng nóng như lửa thiêu. Đèo tin. Anh em chim ngưỡng gà 30 triệu. Mà anh khó quay đó nè bà. Anh em chim ngưỡng gà 30 triệu. Mà anh khó quay đó nè bà.